Chào các bạn, đây là chiếc MacBook Pro mới nhất đến từ nhà Apple, chiếc MacBook Pro 2020. Hôm nay thì mình sẽ có video giới thiệu chi tiết cho các bạn về chiếc MacBook này. Hiện tại thì Mac One đang kinh doanh chiếc MacBook này với cả hàng mới và hàng siêu lướt, giá rất là hấp dẫn. Link thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Mac One số 1 về Mac. Đầu tiên mình sẽ nói về phần cải tiến mới nhất, đó là về bàn phím. Apple đã chính thức kết thúc kỷ nguyên bàn phím cánh bướm Butterfly trên MacBook, để lại rất nhiều lỗi và lo lắng cho người dùng. Cụ thể là MacBook Pro 2020 đã được trang bị bàn phím cắt kéo như là MacBook Pro 16 inch thế hệ mới. Cái bàn phím này thì sẽ cho chúng ta một cái hành trình phím là 1mm cho cái cảm giác gõ ổn định và đỡ tiếng ồn hơn. Phím Escape bây giờ là phím vật lý chứ không còn nằm trên thanh Touch Bar như trước nữa, đáp ứng rất nhiều cái mong chờ của người dùng. Touch ID thì được tích hợp trên phím nguồn Power, tách ra một khoảng riêng so với thanh Touch Bar. Các phím mũi tên giờ được thiết kế thành chữ T ngược, giúp người dùng có thể dễ dàng điều khiển con trỏ chuột hay là những dòng code, những dòng văn bản vô cùng là dễ dàng. Tiếp theo là về phần thiết kế. Thoạt nhìn thì MacBook Pro 2020 rất là giống so với các dòng MacBook đời trước, thì máy sẽ dày và nặng hơn một chút so với dòng 2019 đổ về trước. Tuy nhiên bạn cũng đừng lo lắng, bởi vì tất cả những phụ kiện như là túi sách, ốp lưng đều có thể dùng chung cho nhau được. Bên mình đã bán ra và đã test thử rồi. Máy thì vẫn được giữ ngôn ngữ thiết kế là nhôm nguyên khối unibody với logo táo khuyết không còn phát sáng, được khắc laser rất là kỹ xảo và tinh tế. Máy sẽ có hai màu là bạc và xám như truyền thống. Mình hy vọng là sẽ có dòng MacBook Pro màu vàng gold, sẽ rất là thú vị không nào. Về phần màn hình thì máy vẫn được giữ kích thước là 13,3 inch thay vì 14 inch như là đồn đoán. Máy có đèn nền LED backlit và có độ phân giải là 2K, một độ điểm ảnh lên tới 227 ppi và độ sáng lên tới 500 nit. Bên cạnh đấy thì MacBook Pro 2020 vẫn được trang bị màn hình chu tông, giúp thay đổi màu sắc theo ánh sáng và nhiệt độ môi trường xung quanh, giúp chúng ta có thể có một cái trải nghiệm tốt hơn cũng như là bảo vệ mắt tốt hơn. Ngoài ra thì màn hình cũng có thể xuất ra những màn hình ngoài lên tới 4K hoặc là 5K thông qua cổng Thunderbolt 3 được trang bị sẵn trên MacBook Pro 2020. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm phiên bản i5 thế hệ 10 iLake mà Apple đã hợp tác cùng với Intel để sản xuất con chip độc quyền này cho các dòng MacBook Pro 2020. Vậy thì phiên bản nào sẽ phù hợp với các bạn hơn? i5 thế hệ 8 hay là i5 thế hệ 10? Câu trả lời chính là nhu cầu của các bạn. Nếu các bạn là dân văn phòng muốn cho mình một cái màn hình đẹp, hoặc là muốn chỉnh sửa video hay là ảnh một mức nhẹ nhàng, thì chúng ta có thể chọn con chip i5 thế hệ 8. Nó vẫn đáp ứng đủ những cái hiệu năng mà chúng ta cần dùng. Còn nếu mà các bạn là lập trình viên hay là những người chỉnh sửa chuyên nghiệp thì nên chọn con chip i5 thế hệ 10, nó sẽ hỗ trợ các bạn rất là lâu dài hơn. Về thời lượng pin thì năm nay Apple vẫn tiếp tục trang bị con pin là 58Wh đi kèm với củ sạc 61W. Apple công bố là sẽ sử dụng được lên tới 10 tiếng, tuy nhiên với nhu cầu sử dụng thực tế của mình thì mình thấy nó sẽ đạt được từ 5 đến 6 giờ tùy từng nhu cầu sử dụng của mọi người thôi. Nếu mà các bạn cần đi làm, đi học trong một ngày dài thì tất nhiên chúng ta sẽ phải mang theo sạc rồi. Cuối cùng là về phần giá bán, năm nay Apple đã chính thức hạ nhiệt một chút về giá cho MacBook Pro 2020. Cụ thể là Mac One đang kinh doanh với bản tiêu chuẩn rẻ nhất đang là 32.590.000 đồng, bản nâng cấp hơn thì sẽ là 36.990.000 đồng. Phiên bản chip i5 thế hệ 10 sẽ có giá từ 44.790.000 đồng. Hiện tại thì Mac One đang có thêm cả dòng Line New với mức giá chỉ nhỉnh hơn 30 triệu một chút. Link thì các bạn sẽ tham khảo ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.